Angel, at exactly the appointed time, the door rattled as she entered. Her eyes were moist, her mouth turned down, her tread heavy and slow. She sat on the table, pulled up the back of her shirt, and said, I want you to remove this. The angel was beautiful and surreal in blue and gold and red, the face was serene and blessed, the wings so finely wrought they seemed in flight. A wonder, the genuine work of an absolute master. I took out my phone. Her voice was a command, no pictures. I put my phone away. It will, I said, take some time. Months. Maybe a year, not for me, she said. I do not have long. So every seven days, starting today, it will itch, I said, and make blisters, but you must not scratch. Weekly sessions are not on, believe me. The skin has to heal. Itch upon itch would drive you progressively mad, she replied, that is not possible. I do not itch and I cannot be driven mad. Her tone was level, as if speaking an absolute truth to a child. She lay face down on the table. Now, please start, for I have much else to do, other people to see, I thought, she will change her mind when the itching starts. But my hands were shaking as I fetched the laser. Poised and ready, I felt I was about to commit a sacrilege. I asked again, Are you sure? And added, as I always added, once started, it's like time, irreversible, yes, she said, and although I could not see her face, I knew she was crying, slowly, carefully, I started low, thinking to leave the beautiful face to last. She told me the angel was a gift for her partner and when he saw it, he wept and laughed, bounding around like a newly released gazelle. The laser flashed, burning the skin and reducing the dye to a memory. I was sure she would not be back in a week. After she left, I locked up, sliding the bolt into place and turning the key in the padlock. That evening my son came round, his face soft and pleading. I gave him money and a hug and we ate together. In 7 days, at the appointed time. She returned. Without a word, she once more exposed her back. No scars, no blisters, just smooth skin, as calm and untroubled as a sphinx, the reduced angel floating high above the base of her spine. She said, I told you, I do not itch, and I will not be driven mad. She lay down. Now, please continue, I worked upwards, ever upwards, scything through the delicate, Intricate colors, following the slight variations of tone and shade, always aware I was destroying perfection, she told me of a distant safari where vultures swooped and soared under a blood red sun. And as she spoke, her voice became progressively lighter, gliding high. That evening, my daughter called to make her yearly offer. She said, Dad, you're getting old. I worry about you not managing on your own. Retire and come and live with us. Let me look after you, I thought, as I always thought, of her beautiful children and kind husband, I thought of the tastefully decorated attic room and of getting up too, often three times a night. To clumsily descend steep steps to the bathroom and I thought, as I always thought, of the destruction of my established routines. So I said, as I always said, I'm fine really, I'm coping well, but thank you for the offer. Exactly a week passed and in the next session I slowed down, the pace of obliteration becoming a trickle. I ached for these warm, intimate sessions to continue forever. She spoke of children, their children, of the sadness when they left and of the joy when they returned, many children. It seemed, and I was unsure if they were adopted or even if they existed, for, to those that create them, imaginary children are real. As if sensing my doubts, she smiled and said, Your hand is slower this week. However hard I delayed, the erasure could not be stopped, and soon all that remained was the head, suspended between two great wings. I said, Look, look now, this is perfect, a pure balance, beautiful and sublime. We could stop here, she said, but you said the process was like time, irreversible. A quick smile as she stood and left, and I forgot, as I always forgot, to ask for payment. Before next time, I wished to eradicate the old man's smell and bought new clothes and took care in washing my wrinkled skin. But then I slipped on spilled water and spread a purple-black bruise down my leg. She said, "You're limping." I said, "It's nothing." And, my hand steady, demolished the left wing. She told me of how he fell ill, and of her long nights alone, and how sometimes she would drive far into the hills so she could scream at the moon. I. Thiên thần, vào đúng thời điểm được chỉ định. cánh cửa rác tồ khi cô bước vào đôi mắt cô ẩm ướt miệng cô quay xuống bước đi nặng nề và chậm chạp cô ấy ngồi trên bàn kéo phần sau áo lên và nói tôi muốn anh tháo cái này ra thiên sứ xinh đẹp và siêu thực trong màu xanh vàng và đỏ khuôn mặt thanh thản và phước lành đôi cánh rất tinh tế dường như đang bay một kỳ quan công việc chính hãng của một bậc thầy tuyệt đối tôi lấy điện thoại ra giọng nói của cô là một mệnh lệnh không có hình ảnh tôi bỏ điện thoại ra rồi tôi nói nó sẽ mất một thời gian mấy tháng có thể là một năm không phải vì tôi cô ấy nói tôi không có nhiều thời gian vì vậy cứ bảy ngày một lần bắt đầu từ hôm nay nó sẽ ngứa tôi nói và làm vĩ nhưng bạn không được trầy xước các buổi họp hàng tuần không được diễn ra tin tôi đi da phải lành lại ngứa khi ngứa sẽ khiến bạn phát điên dần bà trả lời điều đó là không thể tôi không ngứa và tôi không thể bị điên giọng điệu của cô là cấp độ như thể nói một sự thật tuyệt đối với một đứa trẻ cô nằm mặt xuống trên bàn bây giờ xin hãy bắt đầu vì tôi còn nhiều việc khác để làm những người khác để xem tôi nghĩ cô ấy sẽ thay đổi ý định khi ngứa bắt đầu nhưng tay tôi run rẩy khi tôi lấy tia laser sẵn sàng và sẵn sàng tôi cảm thấy mình sắp phạm tội tôi hỏi lại lần nữa cô có chắc không và thêm vào như tôi luôn nói thêm một khi bắt đầu nó giống như thời gian không thể đảo ngược vâng cô ấy nói và mặc dù tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy tôi biết cô ấy đang khóc từ từ cẩn thận tôi bắt đầu thấp suy nghĩ để lại khuôn mặt xinh đẹp để kéo dài cô ấy nói với tôi rằng thiên thần là một món quà cho cộng sự của cô ấy và khi nhìn thấy nó anh khóc và cười bao quanh như một con linh dương mới được thả ra, la dè lóe lên, đốt da và giảm thuốc nhuộm thành bộ nhớ. Tôi đã chắc chắn cô ấy sẽ không quay lại trong một tuần nữa. Sau khi cô ấy rời đi, tôi khóa lại, trượt bu lông vào vị trí và xoay chìa khóa trong ổ khóa. Tối hôm đó con trai tôi đến vòng. Khuôn mặt mềm mại và nài nỉ. Tôi đã cho anh ta tiền và một cái ôm và chúng tôi ăn cùng nhau, trong bảy ngày, đúng giờ đã định, bà trở về. Không một lời nào, cô lại một lần nữa phơi bày lưng mình. Không có vết sẹo, không vĩ, chỉ là làn da mịn màng, bình tĩnh và không phiền toái như một nhân sư, thiên thần giảm nổi lên cao trên gốc cột sống của cô. Nàng thưa rằng, "Ta đã nói với các ngươi, ta không ngứa và ta sẽ không bị điên." Cô ấy nằm xuống. Bây giờ, xin hãy tiếp tục, tôi làm việc lên trên, bao giờ trở lên, lưỡi hái xuyên qua những màu sắc tinh tế, phức tạp theo những biến thể nhỏ của tông màu và bóng râm, luôn nhận thức rằng tôi đang phá hủy sự hoàn hảo. Cô ấy kể với tôi về một chuyến đi săn xa xôi, nơi những con kền kền nhảy vọt và bay lên dưới ánh mặt trời đỏ máu. Và khi bà nói, giọng cô trở nên nhẹ hơn, lướt lên cao, tối hôm đó, con gái tôi gọi điện để đưa ra lời đề nghị hàng năm. Bà ấy nói, bố ơi, bố già rồi. Tôi lo lắng về việc anh không tự quản lý. Về hưu và đến sống với chúng tôi, để tôi chăm sóc cho anh, tôi nghĩ, như tôi luôn nghĩ, về những đứa con xinh đẹp và người chồng tốt bụng của cô, tôi nghĩ đến căn phòng gác mái được trang trí trang nhã. Và thức dậy hai, thường ba lần một đêm, để vùng về bước dốc xuống phòng tắm và tôi nghĩ, như tôi luôn luôn nghĩ, về sự hủy hoại của thói quen thiết lập của tôi. Vì vậy, tôi đã nói, như tôi luôn nói, tôi ổn thực sự, tôi đang đối phó tốt, nhưng cảm ơn bạn vì lời đề nghị chính xác một tuần trôi qua và trong phiên tiếp theo tôi đã chậm lại tốc độ xóa bỏ trở thành một giọt tôi đau vì những buổi học ấm áp thân mật này để tiếp tục mãi mãi bà nói về trẻ em con cái của họ về nỗi buồn khi họ rời đi và niềm vui khi họ trở về nhiều trẻ em có vẻ như và tôi không chắc chắn liệu họ có được nhận nuôi hay thậm chí chúng có tồn tại vì đối với những người tạo ra chúng những đứa trẻ tưởng tượng là có thật như thể cảm nhận nghi ngờ của tôi cô ấy mỉm cười và nói bàn tay của bạn chậm hơn trong tuần này tuy nhiên khó khăn tôi trì hoãn việc xóa không thể dừng lại và ngay sau đó tất cả những gì còn lại là người đứng đầu treo giữa hai cánh lớn tôi nói nhìn xem nhìn bây giờ đây là hoàn hảo một sự cân bằng tinh khiết đẹp và tuyệt vời chúng ta có thể dừng lại ở đây cô ấy nói nhưng bạn nói quá trình này giống như thời gian không thể đảo được một nụ cười nhanh chóng khi cô ấy đứng và rời đi và tôi quên như tôi luôn quên để yêu cầu thanh toán trước lần sau tôi mong muốn xóa bỏ mùi ông già và mua quần áo mới và chăm sóc trong việc rửa sạch làn da nhăn nhèo của tôi nhưng sau đó tôi trượt trên nước tràn và lây lan một vết bầm tím đen xuống chân tôi cô ấy nói anh đang khập khiễng tôi nói không có gì và tay tôi ổn định phá hủy cánh trái cô ấy kể với tôi về việc anh ta bị bệnh như thế nào và về những đêm dài của cô ấy một mình và đôi khi cô ấy lái xe xa vào những ngọn đồi để có thể hét lên mặt trăng tôi